Pass me some sheet of paper. Ah, hey Wu, take a photo for me. Hey Wu, take this spot out for me. Xin chào các bạn, trong bài học hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách nhờ vả cũng như là cách từ chối hay đồng ý giúp đỡ của người khác trong tiếng Anh để không bị sưng mặt như mình trong tình huống vừa rồi nhé. Trước tiên hãy cùng xem một số ví dụ ngay sau đây. Excuse me, could you please turn on the triangle-shaped light? My pleasure. Would you do me a favor? I need help with printing some documents. I would be glad to help you. Excuse me, would you mind like closing the window? It's noisy out there. Sorry, but I can't move. My leg has been broken for a week. Oh, I see. À, trong cả ba tình huống trên, vì là nhân viên mới chưa thực sự thân thiết với cả đồng nghiệp nên mình sử dụng những mẫu câu đề nghị rất lịch sự, ví dụ như là Excuse me, could you please pass me some sheets of paper? Hay có cách thứ hai là Would you do me a favor? Excuse me, would you do me a favor? I need help with printing documents. Hay các bạn có thể sử dụng một cách nữa là Would you mind opening window for me please? Nếu mình muốn nhờ vả một ai đó chưa thực sự thân quen, chưa thực sự có một mối quan hệ gần gũi với mình, hay muốn nhờ vả một người lớn tuổi hơn, hay muốn nhờ vả cấp trên, thì các bạn nhớ sử dụng những mẫu câu như vừa rồi nhé. Trong đoạn vừa rồi mình có nhắc đến một chiếc đèn hình tam giác. Vậy hình tam giác trong tiếng Anh là gì nhỉ? Triangle hay là triangle nhỉ? Mọi người hãy cùng mình sử dụng phần mềm trích phát âm của khóa học Eli Online để xem đâu mới là cách phát âm đúng nhất. Triangle. Thử lại lần nữa nhé. Triangle. Phát âm rất quan trọng khi học tiếng Anh. Thật ra thì đối với bất cứ ngôn ngữ nào đều như thế thôi. Vì vậy trước khi học một từ mới nào, các bạn nhớ check kỹ xem mình đã phát âm đúng hay chưa nhé. Còn nếu mọi người mong muốn có thể học phát âm cũng như là được kiểm tra một cách thường xuyên và hiệu quả hơn thì hãy đăng ký khóa học online của Eli ngay tại đây. Học đến đây rồi chắc các bạn tò mò, vậy nếu mà muốn nhờ vả một đứa bạn thân của mình thì làm thế nào nhỉ? Chắc chắn nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều đấy. Mình có 3 cách. Cách thứ nhất đó là Hey, I need you too. Cách thứ hai là Hey, I need help with. Hoặc đơn giản là Can you? Để hiểu rõ hơn thì các bạn hãy cùng theo dõi những ví dụ dưới đây nhé. Hey Wu, I need you to hold this glass for me. Sure thing. Hey Wu, I need help with taking this spot out. Ew, it's horrible. No problem. Hey Wu, can you give me some toilet paper right now? I can't. I'm in a hurry. See you later. Wow. Như vậy là chúng ta đã học được cách nhờ vả trong nhiều tình huống khác nhau rồi đúng không nào? Vậy thì đáp lại như thế nào nhờ? Để nhận lời giúp đỡ thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là My pleasure, rất hân hạnh. Hoặc cách thứ hai là I would be glad to help you, mình rất vui được giúp bạn. Hoặc để trả lời một cách thân mật, xuồng xã hơn thì chúng ta có những cách như sau. Cách thứ nhất là Sure thing, dĩ nhiên rồi. Hoặc will do, với nghĩa hoàn toàn y hệt. Hoặc là never mind, no problem, không thành vấn đề. Còn nếu muốn từ chối một lời nhờ vả nào đấy thì mình có hai cách sau đây. Cách thứ nhất là I'm afraid I can't. Hoặc sorry that I can't. Sau những cái lời như thế thì mình có thể nêu ra lý do tại sao mình lại từ chối những lời nhờ vả như thế. Hoặc đối với cả bạn bè, những người gần gũi với mình thì mình có thể đơn giản nói thẳng thừng luôn là No, I can't. Hoặc no way. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau học một số mẫu câu để sử dụng trong tình huống mình muốn nhờ vả của ai đó hoặc là ai đó muốn nhờ vả mình, phải không nào? Nếu các bạn thấy bài học này thú vị thì hãy like và share với bạn bè của mình. Còn nếu các bạn mong muốn có thể củng cố thêm kiến thức về giao tiếp thông dụng hàng ngày hay là về ngữ pháp thì các bạn có thể đăng ký khóa học Eli Online ngay tại đây hoặc là tìm link ở phần mô tả phía dưới. Còn bây giờ hãy cùng luyện tập với phần shadowing nhé!
could you please turn on the triangle-shaped light? My pleasure. Would you do me a favor? I need help with printing some documents. I would be glad to help you. Excuse me, would you mind like closing the window? It's noisy out there. Sorry, but I can't move. My leg has been broken for a week. Oh, I see. Hey Wu, I need you to hold this glass for me. Sure thing. Hey Wu, I need help with taking this spot out. Ew, it's horrible. No problem. Hey Wu, can you give me some toilet paper right now? I can't. I'm in a hurry. See you later.